gặp em nơi núi đồi Đài Loan. Em thanh tân ơi, thơ ngây tuổi lên mười, em cho ta mê say, cho ta hát để ta cười cùng em cô nữ công nhân Raymond. Một ngày ta gặp nhau dưới mái nhà Ray, em vui tươi em như hoa dưới dây chuyền, ta anh công nhân luôn hăng say trong nắng tràn hoa. Hạnh phúc từ đây ta có cho thêm yêu đất này, hạnh phúc rày vun đã cho em thơ vui đến trường, mẹ già thêm bữa cơm viết tốt nào đẹp hơn. Gặp em nơi núi đồi Đài Loan, em thanh tân ơi, thơ ngây tuổi lên mười, em cho ta mê say, cho ta hát để ta cười cùng em cô nữ công nhân Raymond. Gặp nhau dưới mái nhà Bray, em vui tươi em như hoa dưới dây chuyền, ta anh công nhân luôn hăng say trong nắng tràn hoa. Hạnh phúc từ đây ta có tốt nào.